tuyệt vời. Ui, lôi cả đồ ra để chém. Salus chém chết về chị của mình, nhưng ngay sau đó Nam xuất hiện một khẩu súng trên tay. Phòng này chơi dao nhưng ông ấy vác súng ra, thêm cả HSMM nữa. Đó lại là Nam và HSMM. Những pha bắn và trả đồ đến tất cả hai bên. Hết rồi. Cay thật sự luôn. Từng này là đủ, nhưng Dilak vẫn là người xử lý tốt hơn khi anh ta có ống ngắm to. Anh ta nhìn được đầu đối phương trước và hai điểm cho Maru Gaming. Và như vậy xung rong khẩu viết S trên tay cũng confirm đi mạng của Mew rất là nhanh. Nhưng bên cạnh đó A-Step bất ngờ xuất hiện trên cục tầng 2. Một khẩu AKM có cả Red Dot, knock out Dilak thành công. Còn hai người nữa dưới nhà nhưng cứ firm trước cho nó yên tâm. Và bây giờ lắt léo ra phía bên ngoài cũng đã là quá muộn màng. Giá mà anh ta đỡ tham đi hơn một chút, cùi kê cầu thang cũng là có thể đã chiến thắng được rồi. Hoặc là phi thẳng khỏi cửa sổ lên tầng 2 đây anh ơi. Tầng 2 nhiều đồ lắm. Và bây giờ sẽ là một tình huống sắp lọ đến từ vị trí của AZ với khẩu S 1892. Và đó là viên đạn cực kỳ chuẩn xác. Trời ạ. À. Không thể làm gì được đến Suzu. AZ về điều quan trọng nhất đó là đừng lút đồ, lên xe đối phương và té đi luôn. Ở góc này có lẽ cũng đã ở trong bo rồi nên anh ta có thể thủ tiếp được. Trong khi đó thì Su bắt được Linh xuống, tắt lên được cả tang rồi, cùi xử lý hay. Nhưng bây giờ ai là người giúp cho vị trí của Su đây? Con người vẫn đó là Lưu Gót. Thiên Ba trong pha này phải cẩn trọng nha, họ đang có cơ hội vượt qua Pedro cơ mà. Bây giờ thì còn lại một mình với chiếc Lưu Gót cùi cùng Lưu Gót đối đầu với nhau. Quả nết vừa rồi, ui rồi ôi, một quả nết không tin được. Và bây giờ để xem nào, Lưu Gót hay cùi nào? Lưu Gót hay cùi, cùi hay Lưu Gót? Lưu Gót hay cùi, cùi hay Lưu Gót? Vâng, di chuyển cực kỳ khó chịu. Thêm cả 10 gaming đi vào. Thiên Ba hết hốp ở trận này để vượt qua Pedro. Top 16 cho Thiên Ba. Pedro quá vui với tình huống vừa rồi. AZ. Và trong khi đó 10% còn lại có khi nhỏ hơn là về khu vực cầu. Và quay trở lại tình huống ở đây, Bonus Yuji bỏ mất vị trí của con của Infantry, di chuyển qua bắn quá rát và xử lý quá hay. Và có ngay tình huống đáp trả nhưng nó vẫn là chưa đủ. Tiếp tục là anh dài tên Quang, nhưng Lin hỗ trợ là nhanh dành cho anh chàng này. Và như vậy thì Đô Đất USG liên tục mất đi lượng nhân sự của mình. Tiếp tục là Veronica xây vào trong tiếng thủ. Giao tranh nổ ra quá nhiều và thậm chí anh cameraman cũng đang bị hơi lú cơ. Chúng tôi nhìn theo tôi cũng lắc hết cả mắt luôn. Genji di chuyển, Inonic bỏ mạng lại trước Tyloo và đó là CC108. Công nhà thôi chứ tại sao lại bỏ đi. Có cơ hội nhưng Genji cũng bỏ, họ đang muốn chơi an toàn hơn bao giờ hết. Một góc mà vẫn đang liên tục bị Tyloo bắn sang. Và Genji tạm thời là an toàn. Nhưng phải nói thật là quá lú với cameraman của Hàn Quốc ơi. Một khu vực farm có quá nhiều đội tuyển. Bây giờ thì quả nét của Siyang kết thúc thành công của Long Rai. Và thêm cả một player nữa bên phía Team Gaming đã rời cuộc chơi rồi. Lưu Gót người cuối cùng đã phải nằm xuống trước Veronica 7. Và top 15 dành cho họ. Và khu nhà này có đến tận hai đội tuyển. Một đội tuyển đến Trung Quốc và một đội tuyển đó là Infantry. Và tiếng vừa rồi thì Bolivia nốc đi người đồng đội của mình. Và sau đó thì Kiên kết thúc đội hình bên phía team Infantry. À, trời đất ạ. Một tình huống phải nói là quá là đáng tiếc đến từ Infantry. Chỉ cần một lỗi sai sót thôi thì ngay tức họ phải ngậm chay đắng. Và bây giờ Zufu đang liên tục có những gục một knock out. Quả nết tiếp theo trả vào. Siva vẫn tạm thời là sống sót được trong khu nhà này. Nhưng có lẽ không quá lâu đâu. Trong khi đó thì Tòng ngay lập tức confirm thành công vị trí của anh chàng Lu. Và knock thêm cả CL2 đến từ đội hình BV Heaven. Đó chính xác hơn là Ghibli. Nhưng mà Tòng mới là người có mạng cờ hai mạng cục tiên tiếp dành cho tiền bên tay Lu. Còn ở đây thì công nhà quá hoàn hảo rồi. USG không thể làm gì trước họng súng có tên bên phía Zufu được. Đó là mạng cục thứ 6 gọi tên Zufu tham minh ném đồ đang rất sai đến từ vị trí của Pudding. Và quả lửa này gần như là quá khó chịu đi. Vâng, một cái vòng bo vào trại farm và bây giờ là thi nhau để chiếm nhà thôi. Rất nhiều lượng đồ từ các bên trả ra, những quả phát bây giờ cực kỳ là hữu dụng. Nhưng rất tiếc, Pudding mặc dù không bị trắng nhưng anh ta cũng không thể xoay sở trước họng súng của Edder. Hoàn toàn sống cộng sinh với đội hình bên phía team Zufu. Và chúng ta thấy rằng Maru Gaming đến quá muộn. Và ngay lập tức những viên đạn Renba khiến cho Gak phải nằm xuống, một đó là mạng của Genji. Một tiếng mà Sejong đã có thể tiếp cận được khu nhà này. Nhưng mà quả nết nổ ngay trên đầu Sejong. Nhưng đối phương trả lại đam là quá đau. Bây giờ thì ngay lập tức bỏ luôn. AZ có một tình huống knock out được vì chữ Hungry. Và chúng ta đang thấy vòng bo này tiếp tục còn đạt được thu vào cơ. Nhưng các đội tuyển ta đã gặp nhau liên tục. Và nhắc lại về tình huống của AZ, 7 team còn lại, Zufu quét về đồng bo khá kỹ. Nhưng quét sang phía cánh kia có phải là một lựa chọn an toàn không? Tôi đã nhìn thấy logo DFP rồi. Còn bây giờ là Tyloo, CC48 có mạng của Janli. Và SSA cũng đang ở rất gần đây rồi. Một pha cống điểm đến từ Đài Loan Trung Quốc. Nết bỏ nhỏ ra và ui suýt chút. Lại quả nết đó đến từ CC108. Quả nết chui ở trên mái nhà luôn ạ. Vâng, không thể hay hơn được nữa.
Và bây giờ cái tên tiếp theo của Global Esports Set cũng nằm luôn. Một góc vẫn là khó cho Quang Đông Freak, nhưng New FP vẫn chưa có được độ chính xác của mình. Nhưng vừa nói xong, HS knock out vị trí của Hikari. Một tiếng sấy thẳng chỏm đầu và tiếp tục là Ian phải nằm lại vị trí của Nan. Và bây giờ chỉ còn lại với hai thành viên thôi, thì Quang Đông Freak xoay sở như thế nào đây? Thêm đơn bà gì bắn sang, và đó là tiếng KS hàng. Đang khá khó khăn đến từ Quang Đông Freak. Akash cố gắng tìm đường từ đó, nhưng viên ốp vang lên không khóc và Ian ra đi. Và tụi confirm luôn đến từ New FP. Thời điểm hiện tại, Zufu cũng chỉ còn lại một người sau làn smoke thôi, và Nét trả tới. Kết thúc vị trí của Ray đến từ đội bên phía Quang Đông Freak rồi. Và quá khó khăn dành cho bộ đôi bên phía Quang Đông Freak thời điểm hiện tại. Akash cố gắng đẩy lên, và đây là một tiếng bắn tốt đến từ cái tên Akash. Nan nằm xuống trước đó thì lát cây cũng đã ra đi. Và đó là một vết ma dành cho vị trí của Akash. Mình bắt được đẩy vào và chỉ biết rằng đối phương đang ở sau làn smoke này thôi. Cố gắng spam ở bên này thì Akash thì cố gắng sinh tồn, tìm cho mình một góc đứng nào đó, nhưng nét lửa trả vào nó quá nhiều. Và bây giờ đối phương liên tục spam vào thôi. Và chưa kể là Genji bị knock lần thứ hai đến từ Ren 3 rồi. Và lại là Tai Lu trong tình huống này. Và cuối cùng thì Lamu mới là người có mạng của Genji cơ. Và Ghibli Sport đem về cho mình hai mạng cục của Genji dù lại thứ 6. Còn câu chuyện vẫn là sinh tồn đến từ player cuối cùng của Quang Đông Freak. Không còn cái lượng trang bị gì trả vào có thể gây áp lực lên nữa. Và có phải quả nết không nhỉ? Có. Nết rồi, nết, nhưng chưa tới với chữ AK. Nhưng Molotov thì lại dính. Vâng, một pha đốt quá đầu, top 4 cho Quang Đông Freak. Và ba đội còn lại, đội nào top 1 cũng xứng đáng, vì họ đang có lượng nhân sự cực kỳ đông đảo. 9 viên đạn ốp hoàn toàn có thể làm gỏi hoàn bên phía Tai Lu. Và tình huống vừa rồi mới chỉ là nhấp nhả lộ ra chỏm đầu thôi. Đối phương bắn rất rát. New Happy đang cố gắng đẩy sang các hiện bên phía Tai Lu. Quả nét trả ra. Bây giờ knock thành công bộ đôi đó là mình và Red. Nan làm gì đây? Không thể làm gì hơn cả. Và Tai Lu gần như chặn đứng hoàn toàn đối phương. Nhưng bây giờ thì Ghibli có nhìn thấy ra nữa hay không? Ghibli cũng đang di chuyển, không chính xác, Tai Lu đang di chuyển xe trước. Họ đang cố gắng chiếm được cái thế chủ động, nhưng nết này là tới. Thêm cả đồng đội của Lâm Bự đang trả nết xa. Cháy và nổ. Lâm Bự knock out với chữ Zhao Zhao. CC 108 đang muốn đẩy với khẩu gô ra trên tay. Một tiếng đẩy cục cố gắng bắt được đổi người thôi. Nhưng góc Ghibli vẫn đang đẹp vẫn quá nhiều. Nết tốt, đáp trả vị trí Yip Chan. Sia đã nằm rồi. CC 108 không có nhiều cơ hội nữa. Và Tai Lu ơi, top 3 cho Tai Lu, nhưng ít nhất là top 2 cho New Happy. Top 1 này không ai khác, đó chính là Ghibli. Góc nhà là quá đẹp với họ.